Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Tập 202. Chương 2011, phí tổn thất tinh thần 1. Natsusa cũng cảm giác khuôn mặt bị hung hăng đánh một cái tát. Liệp ma nhân ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn Trương Nguyên Thanh. Không khí trên bàn hội nghị có chút ngưng trọng nghiêm túc. Mắt thấy các vị khách thiên phạt bị một câu của Nguyên Thủy Thiên Tôn làm cho tâm tính có chút tan vỡ, thư ký Lý đằng háng cổ họng, nhìn về phía Diệu trưởng lão ghế đứng đầu, đầu đầy con rắn nhỏ, nói, nhân viên đến đủ rồi, vậy, Diệu trưởng lão, chúng ta bắt đầu chứ? Diệu trưởng lão khẽ gật đầu, nhìn quét mọi người bên cạnh bàn, nói, hai việc, một, sau khi trải qua tổng bộ bàn bạc quyết định, sẽ cùng thiên phạt chia sẻ mọi thứ của Minh Vương. Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt Minh Vương có công, thưởng một lần công huân cấp A, tiền thưởng 5 triệu, một món đạo cụ phẩm chất thánh giả, nâng lên làm đội trưởng đội 3 đội tuần tra phân bộ Tùng Hải. 2. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng các vị khách thiên phạt ở trong Thập Vạn Đại Sơn nổi lên xung đột, đây là một hồi hiểu lầm, lập tức trả lại đạo cụ phi pháp đoạt được. Diệu trưởng lão trọng điểm nhìn quét thành viên thiên phạt cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, một bộ tư thái các người có thể bắt đầu nói chuyện rồi, hai bên có gì dị nghị không? Liệp ma nhân gật đầu nói, chúng tôi không có dị nghị. Trương Nguyên Thanh giơ tay, tôi có dị nghị. Đối với hắn phản đối, mọi người đều có chuẩn bị tâm lý, nhưng thư ký Lý và thư ký Chu vẫn không tự giác nhíu mày. Đây là chỗ bọn họ chán ghét Nguyên Thủy Thiên Tôn, một cấp dưới luôn phản đối bạn, ai có thể thích nổi. Diệu trưởng lão chưa biểu lộ gì cả, thanh âm ôn hòa, mời nói ra ý kiến của cậu. Trương Nguyên Thanh nói, thứ nhất, tôi không cần công huân, không cần chức vị đội trưởng, lại càng không cần tiền mặt. Công huân cùng chức vị đều là hư ảo, tổng bộ nói tước đoạt liền tước đoạt, nói trắng ra chính là muốn dùng 5 triệu cùng một món đạo cụ thánh, giả chơi hắn miễn phí. Thư ký Chu đầu ngón tay gõ mặt bàn, nghiêm khắc nói, đây là quyết định của tổng bộ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu nhiều lần cãi lời tổng bộ, trong mắt còn có tổ chức hay không, có kỷ luật hay không? Cậu loại đồng chí thiếu giác ngộ, thiếu phục tùng này, tổng bộ tương lai làm sao ủy thác trọng trách? Thư ký Lý tiếp lời nói, không cần công huân, không cần chức vị, cậu muốn làm gì? Có phải muốn thoát ly tổ chức hay không? Hai vị thư ký mở màn đã trái phải giáp công, từng câu đều là lời chu tâm, mang theo chất vấn. Bớt chụp mũ cho tôi. Trương Nguyên Thanh giọng điệu cứng rắn, chức vị nói hạ liền hạ, công huân nói đoạt liền đoạt, mang uy tín của tổng bộ coi là trò đùa, trên việc nhỏ làm cứng, việc lớn coi như không thấy. Tôi muốn hỏi, các người muốn làm gì? Là muốn hủy căn cơ ngũ hành minh hay là mang Giang Sơn 5 vị minh chủ đánh hạ coi là thứ của mình? Lời của Khương Bang chủ trên hội thẩm phán đều đã quên rồi sao? Mấy vị chấp hành quan của thiên phạt nhìn nhau một cái. Bọn họ biết Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tổng bộ quan hệ không hòa hợp, nhưng tình báo đến từ văn bản cùng tận mắt nhìn thấy, cảm thụ vẫn là không giống nhau. Thư ký là thân tín, đại biểu trưởng lão, răn dạy thư ký tương đương răn dạy trưởng lão, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã cuồng vọng đến trình độ này. Phải biết rằng, ngũ hành minh cùng thiên phạt khác nhau, trong thiên phạt số lượng tư bản, gia tộc rất nhiều, kiềm chế lẫn nhau. Trừ bán thần cao cao tại thượng không ai dám mạo phạm, dù là chúa tể đỉnh phong có đôi khi cũng sẽ bị đối chọi. Nhưng ngũ hành minh sức thống trị rất mạnh, minh chủ ủy quyền, thập lão nắm quyền cao, rất khó tưởng tượng bọn họ sẽ dễ dàng tha thứ một người như vậy tồn tại. Mặt khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng không phục tổng bộ, sách lược muốn mượn tổng bộ đe dọa Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm lại đạo cụ của bọn họ, xác suất thành công càng thấp. Diệu trưởng lão mở miệng ngăn ba người tranh chấp, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu muốn cái gì? Trương Nguyên Thanh liền nói ngay, 50 loại tài liệu phẩm chất thánh giả, không giới hạn nghề nghiệp. 6 món tài liệu cấp chúa tể, không giới hạn nghề nghiệp. 1 món đạo cụ cực phẩm cấp bậc kiếm khách. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu đừng có quá phận. Thư ký Lý dẫn đầu phát hỏa. Tổng bộ không muốn, tôi có thể bán Minh Vương cho Hiệp hội Mỹ Thần. Hiệp hội Mỹ Thần đã rời khỏi. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn về phía Liệp Ma Nhân, các người hoàn toàn có thể vòng qua ngũ hành minh, trực tiếp giao dịch với tôi. 40 món tài liệu phẩm chất thánh giả, 4 món tài liệu cấp chúa tể, 1 món cực phẩm đạo cụ phẩm chất kiếm khách. Diệu trưởng lão giải quyết dứt khoát, đây là cực hạn tổng bộ có thể tiếp nhận. Trương Nguyên Thanh lập tức cười, thành giao. Hắn đòi nhiều tài liệu như vậy là làm chuẩn bị cho thăng cấp trùy tử kim,
đạo cụ này có thể tăng lên tới phẩm chất chúa tể. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2012, phí tổn thất tinh thần 2. Thật ra hiến tế đạo cụ cấp chúa tể xác suất thành công lớn hơn, nhưng đạo cụ cấp chúa tể quá thưa thớt, dưới sự so sánh, tài liệu cùng cấp bậc càng dễ thu hoạch hơn. Về phần cực phẩm đạo cụ tầng cấp kiếm khách, đó là hắn chuẩn bị cho Quan Nhã. Quan Nhã thiên phú rất cao, chiến lực so với kiếm khách cùng cấp bậc mạnh hơn một mảng lớn, nhưng so sánh với thiên tài đỉnh cao nhất, lão tài xế vẫn còn kém chút. Cô thậm chí cũng không bằng Triệu Thành Hoàng, Tôn Miểu Miểu, Thiên Hạ Quy Hỏa những người này của tiểu đội địa cung. Tiểu đội địa cung ở sau khi trải qua tòa thành cơ quan Mặc Tông tích lũy, nội tình trở nên thâm hậu hơn nữa. Tuy Trương Nguyên Thanh kiếm Kusan Aji cho Quan Nhã mượn làm đạo cụ giữ mạng, nhưng món đồ chơi này chỉ có thể sử dụng ở trong hiện thực, vũ khí cấp chúa tể mang vào phó bản, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Hơn nữa kiếm Kusan Aji chung quy là phải trả, không bằng nghĩ cách kiếm cho cô một món cực phẩm đạo cụ phẩm chất thánh giả. Thấy giao dịch đạt thành, Phó Thanh Dương nói, chấp hành quan đại nhân, bây giờ nói chuyện đạo cụ ba vị cấp dưới của ông, nói cái giá đi. Mọi người nhìn về phía Liệp Ma Nhân, vị trung niên chấp hành quan bề ngoài giống đốc tờ. Strange, anh Tuấn tao nhã này, giọng điệu bình tĩnh hơn nữa cường thế nói, tôi phải chỉ ra quan điểm sai lầm của Phó trưởng lão. Đầu tiên, tôi đại biểu thiên phạt đưa ra thái độ, chúng tôi sẽ không bỏ ra một đồng nào. Tiếp theo, Ngũ Hành Minh và Thiên Phạt là minh hữu từng ký kết hiệp ước công thủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn công kích minh hữu, đoạt lấy đạo cụ của đồng minh, đã phá hư hiệp nghị nghiêm trọng. Tôi đại biểu Thiên Phạt yêu cầu Ngũ Hành Minh xử phạt Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu không, Thiên Phạt sẽ đích thân phái ra Hoàng Kim chấp hành quan cấp 1, thu về đạo cụ. Đoạn lời này trực tiếp khiến không khí trên bàn hội nghị trở nên trầm trọng. Hoàng Kim chấp hành quan cấp 1 tượng trưng là chúa tể đỉnh phong, Liệp Ma Nhân lời ngầm là Thiên Phạt sẽ lấy thủ đoạn bạo lực đoạt lại đạo cụ, hơn nữa bọn họ có danh nghĩa xuất quân. Là Nguyên Thủy Thiên Tôn xé bỏ hiệp nghị, bất cứ hành động nào của Thiên Phạt đều là đang bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu Ngũ Hành Minh không xử phạt Nguyên Thủy Thiên Tôn, như vậy việc này sẽ diễn biến thành nguy cơ ngoại giao. Osman và Hoover lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thiên Phạt cũng sẽ không chiều ngươi giống Ngũ Hành Minh. Trương Nguyên Thanh cười lạnh một tiếng, nhìn cái gì vậy, ba tên lâu la, thủ hạ bại tướng. Sắc mặt Osman cùng Hoover lập tức xanh mét. Đốc đốc. Diệu trưởng lão khẽ gõ mặt bàn, ánh mắt ngầm có ý cảnh cáo nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói, chú ý hội nghị trật tự, không thể công kích nhân thân. Trương Nguyên Thanh còn chưa nói chuyện, thư ký Chu của Thái trưởng lão dẫn đầu tạo áp lực, nói, tổng bộ tuy coi trọng cậu, nhưng sẽ không một mực che chở, trả lại đạo cụ, ghi tội một lần, sự tình cũng liền kết thúc. Cậu nếu bướng bỉnh nữa, vậy chỉ có thể đưa cậu lên hội thẩm phán. Thư ký Lý chậm rãi gật đầu, các minh chủ là công chính, lần này sẽ không lại chống lưng cho người. Hoover ngả về phía sau, giao thân thể cho ghế tựa, khẽ cười nói, vẫn là thẩm phán gặp nhau đi, mọi người đều biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn sinh ra đã là người dã man, xương cốt trên người đều là phản. Ừm, đây là điều chính hắn nói. Osman cười lạnh một tiếng, hắn cũng không dám lên hội thẩm phán, lần này không có minh chủ chống lưng, lên hội thẩm phán chẳng phải là thân bại danh liệt. Hai người bắt lấy cơ hội châm chọc khiêu khích, trả thù Nguyên Thủy Thiên Tôn 5 lần 7 lượt khiêu khích. Đoàn đội Thiên Phạt là có chuẩn bị mà đến, trước hội nghị, bọn họ hướng hai vị thư ký tổng bộ cung cấp một khoản phí cố vấn, thỉnh giáo như thế nào đòi về đạo cụ bị cướp đi. Hai vị thư ký đưa ra ý kiến chỉ đạo là, đầu tiên, hướng tổng bộ Thiên Phạt báo cáo tình huống, đạt được thỉnh cầu phê chuẩn áp dụng thi thố cưỡng chế mời Hoàng Kim chấp hành quan cấp 1 ra mặt. Tiếp theo, ở trên hội nghị định tính việc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn xé bỏ hiệp ước, cướp đoạt đạo cụ minh hữu. Mục đích của định tính ở chỗ, để tổng bộ thập lão, bán thần không có cách nào ngăn cản Hoàng Kim chấp hành quan cấp 1 áp dụng thi thố cưỡng chế. Dù sao chúa tể đỉnh phong của Thiên Phạt vượt biên giới đối phó thiên tài trẻ tuổi Ngũ Hành Minh, minh chủ và thập lão đều không có khả năng đồng ý, cái này liên quan đến hình tượng cùng thể diện của Ngũ Hành Minh. Cho nên cần có danh nghĩa, mà Ngũ Hành Minh không, phải tổ chức chính phủ yếu thế, bộ giặt quần áo lấy cớ như vậy khẳng định là không thể thực hiện được. Xé bỏ hiệp ước đồng minh lý do này đủ rồi,
phân lượng cũng đủ. Quả nhiên là như thế, giống lão đại dự phán như đúc. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, lúc này liền cần tiểu năng thủ đấu đá chính trị của chúng ta ra sân. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2013, phí tổn thất tinh thần 3. Hắn hướng ánh mắt về phía Phó Thanh Dương, tôi cũng cần chỉ ra một sai lầm của Liệp Ma Nhân chấp hành quan. Thanh âm lạnh nhạt của Phó Thanh Dương vang lên, tôi trước đơn giản trần thuật một lần vụ án này. Không lâu trước đây, phân bộ Tùng Hải thu được Hiệp hội Mỹ Thần thông báo, tội phạm truy nã cấp A Minh Vương lẻn vào Bổn Quốc. Quét sạch nghề nghiệp tà ác là thiên chức của quan phương, vì thế tôi cắt cử Nguyên Thủy Thiên Tôn tới tỉnh Bát Quý vượt lãnh thổ đuổi bắt Minh Vương. Ở trong quá trình đuổi bắt, thành viên thiên phạt quấy nhiễu chấp pháp, tạo thành uy hiếp sinh mệnh cùng tài sản tổn thất nghiêm trọng đối với nhân viên chấp pháp Nguyên Thủy Thiên Tôn của chúng tôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đoạt lại đạo cụ hành hung của thành viên thiên phạt. Hắn vốn muốn bắt Osmond Harry, Hoover George, Natsusa, Charlie ba người quấy nhiễu chấp pháp, nhưng chấp hành quan Liệp Ma Nhân bạo lực kháng pháp, muốn giết nhân viên chấp pháp của chúng tôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Bây giờ, tôi chính thức hướng tổng bộ đệ trình đơn xin bắt thành viên thiên phạt do Liệp Ma Nhân cầm đầu. Anh đây là đổi trắng thay đen. Kỵ sĩ Natsusa chính trực cũng không khỏi nổi giận. Người khác thì nheo mắt. Thư ký Lý lạnh lùng nói, thiên phạt chấp hành quan ở Bổn Quốc bắt Minh Vương là đạt được tổng bộ trao quyền, phó trưởng lão vặn vẹo sự thật là phải chịu trách nhiệm. Thư ký Chu bổ sung nói, mặt khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn là đội viên tuần tra phân bộ Tùng Hải, hắn ở tỉnh Bát Quý không có quyền chấp pháp, muốn vượt tỉnh bắt nghề nghiệp tà ác, cần tổng bộ phê chuẩn, phê văn của tổng bộ đâu. Tiền công tử mặt không đổi sắc lấy ra một phần văn kiện, triển lãm cho mọi người, tuần tra tổng bộ, kiếm các trưởng lão ký phát thư phê chuẩn. Đại trưởng Bạch Hổ binh chúng lão kiếm các là bộ trưởng tuần tra tổng bộ, người lãnh đạo cao nhất của bộ tuần tra các phân bộ lớn. Hai vị thư ký biến sắc, phần thư phê chuẩn này làm bọn họ có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Sắc mặt Liệp Ma Nhân trầm xuống, hắn lập tức ý thức được thái độ của vị kiếm các trưởng lão kia. Thư ký Chu trầm ngâm một phen, nói, được, vậy chuyện này liền nói rõ rồi, tổng bộ sẽ hướng thiên phạt gửi mail khiển trách. Bây giờ xin trả lại đạo cụ của thành viên thiên phạt, phó trưởng lão trung quy không thể thay thế tổng bộ khiển trách thiên phạt chứ. Mặt khác, đây không phải lý do các người đoạt lấy đạo cụ của đồng minh. Khiển trách thiên phạt như thế nào là chuyện của mấy người? Phó Thanh Dương lạnh lùng nói, nhiệm vụ của tôi chính là logic cho mọi người một chút, dù sao tôi là thám báo. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, bây giờ tôi đại biểu Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng phân bộ Thanh Hòa, hướng thiên phạt đòi bồi thường. Bởi vì thiên phạt quấy nhiễu chấp pháp, hư hao một âm thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, phá hủy thập vạn đại sơn sanh hóa, tôi cộng lại một phen, thiên phạt cần bồi thường 10 triệu đồng liên bang tài vật tổn thất, cùng với phí tổn thất tinh thần của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phó Thanh Dương dựa về phía sau, hai bên các người cùng bàn bạc đi, hoàn thành bồi thường, chúng tôi tự nhiên sẽ trả lại đạo cụ đang khấu áp. Hắn cắn hai chữ khấu áp rất nặng. Trương Nguyên Thanh lập tức nói, phí tổn thất tinh thần 20 tỷ đồng liên bang, thiếu một phần cũng không tha thứ các người. Như thế, nào hướng thiên phạt đòi tiền chuộc hợp lý, là một công việc kỹ thuật. Bởi vì quan hệ đồng minh, bạn rất khó lấy chuộc cái cớ này đòi tiền, thậm chí đại bộ phận lý do đều không thích hợp. Phải có một lý do hợp lý hợp pháp, không cho đối phương cãi cọ. Cái này liền rất khó. Phí tổn thất tinh thần là đại chiêu Phó Thanh Dương nghĩ ra, phí tài vật tổn thất có giá, phí tổn thất tinh thần vô giá, cái này đều trông vào hai bên đàm phán như thế nào. Thiên phạt nếu đồng ý, 200 tỷ đồng liên bang cũng có thể. Bắt chẹt, đây là bắt chẹt. Liệp Ma Nhân giận dữ, chúng tôi không đồng ý, không ai có thể bắt chẹt thiên phạt. Phó Thanh Dương lạnh lùng nói, đây là tự do của các người, nhưng tôi muốn nói cho chấp hành quan các hạ, không ai có thể trái pháp luật ở trên lãnh thổ của Ngũ Hành Minh. Hiểu lầm, hiểu lầm. Trương Nguyên Thanh thành khẩn nói, tôi cũng không có ý tứ bắt buộc chấp hành quan các hạ, tôi chỉ là đưa ra tố cầu của tôi, quyền chủ động ở các người. Liệp Ma Nhân quay đầu nhìn về phía hai vị thư ký. Thư ký Lý cùng thư ký Chu trầm mặc, thư phê chuẩn kiếm các trưởng lão ký phát là sát chiêu, nó phủ thêm lớp áo ngoài hợp pháp hợp lý cho hành động của Nguyên Thủy Thiên Tôn.
Vậy thì không tồn tại tình huống xé bỏ hiệp ước, mà Phó Thanh Dương đòi là phí bồi thường, không phải phí chuộc chiến lợi phẩm, lý do thoái thác đoạt lấy đạo cụ của Minh Hữu liền không đứng vững được. Chiêu khéo lập danh mục này, ở trong tổ chức hợp pháp của các quốc gia nhìn mãi quen mắt, ví dụ như phân bộ thiên phạt đóng ở nước ngoài liền từng dùng chiêu này. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2014, Đạo cụ loại quy tắc mới 1. Lấy giảm bớt áp lực tinh thần của thành viên đóng bên ngoài, tiền bồi thường bệnh áp lực của thành viên chú đóng bên ngoài các danh mục, xin tiền gái gú cho các thành viên chú đóng bên ngoài, hơn nữa còn đã thành công. Quan phương là chịu trò này. Liệp Ma Nhân lại nhìn về phía Diệu Trưởng Lão. Diệu Trưởng Lão vẫn ôn hòa bình tĩnh như cũ, trấn an nói, tổng bộ sẽ phụ trách phối hợp việc này. Hắn lại nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tinh thần tuy vô giá, nhưng cậu có thể hơi hạ thấp một chút tinh thần cao quý của cậu, cho cái giá thiên phạt có thể tiếp nhận. Câu này đã bại lộ thái độ của Diệu Trưởng Lão, hắn thật ra cũng không hy vọng thiên phạt có thể không trả giá gì cầm lại đạo cụ, nhưng cũng phải đổ máu chút. Trương Nguyên Thanh hầu như không có do dự, nói, một món đạo cụ loại quy tắc giai đoạn thánh giả, ba món tài liệu phẩm chất chúa tể, nước hoa mị hoặc cùng lôi thần chi ấn. Osmond quát, ngươi muốn đạo cụ của ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn, là thượng đế cho ngươi cái gan, hay là Lucifer chống lưng cho ngươi? Là ngươi tên bại tướng dưới tay này cho phúc lợi. Trương Nguyên Thanh ba câu không rời khỏi bại tướng dưới tay. Osmond tức đến mức sắc mặt xanh mét. Liệp Ma Nhân trầm giọng nói, cái này không phù hợp ý nguyện của thiên phạt, tôi sẽ hướng tổng bộ báo cáo việc này. Nói xong, hắn trực tiếp kết thúc trò chuyện, biến mất ở trong chùm ánh sáng huỳnh quanh màu lam. Osmond, Hoover cùng Natsusa trước sau rời khỏi. Trương Nguyên Thanh vui vẻ đứng dậy, hướng về Diệu Trưởng Lão khom người, sau khi bồi thường của thiên phạt xuống, chúng tôi sẽ áp giải Minh Vương đến tổng bộ. Kế tiếp chính là khâu cò kè mặc cả, nhưng sự kiện xem như đã định tính. Khách sạn Phong Lâm Vãn. Trong căn hộ lớn xa hoa, bốn thành viên thiên phạt sắc mặt nghiêm túc ngồi ở phòng khách. Liệp Ma Nhân thở dài một tiếng, cao tầng đối với Minh Vương là tình thế bắt buộc, chỉ sợ sẽ đáp ứng yêu cầu của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một món đạo cụ loại quy tắc giai đoạn thánh, giả là rất quý giá, nhưng thiên phạt gia nghiệp lớn, nội tình so với ngũ hành minh còn thâm hậu hơn, vẫn lấy ra được. Hoover nheo mắt, chúng ta phải khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn trả giá đắt, quyết không thể dễ dàng đưa ra đạo cụ loại quy tắc. Osmond liếc hắn một cái, trầm giọng nói, đừng nói loại lời tức giận không có ý nghĩa này, trả thù hắn khi nào cũng có thể, cầm lại đạo cụ trước. Natsusa bên cạnh gật gật đầu. Trong ba người, Hoover tổn thất nhẹ nhất, chỉ có một món nước hoa mị hoặc, còn là đạo cụ phụ trợ. Osmond tổn thất một món đạo cụ loại quy tắc nghề nghiệp mình, đó là chỗ dựa sau này của hắn. Natsusa cũng tổn thất đạo cụ quan trọng của nghề nghiệp mình, chiến lực trực tiếp tổn hao nhiều. Hai người này bức thiết muốn cầm lại đạo cụ của mình. Liệp Ma Nhân suy tư một lát, nói, tôi nghĩ tới một món đạo cụ loại quy tắc, vừa lúc có thể lấy ra giao dịch, bây giờ liền gửi mail cho tổng bộ. Tít tít, đèn vàng lóe lên sau đó tắt, đầu ba thiết bị hình chiếu chậm rãi rụt về, hình chiếu 3D trong phòng sách theo đó tiêu tán. Sau đó chính là chờ thiên phạt trả lời, hy vọng có thể ở trước khi mình vào linh cảnh một người xử lý xong. Trương Nguyên Thanh trong lòng nghĩ, thấy cửa phòng sách đẩy ra, Phó Thanh Dương toàn thân đồ trắng đi vào, nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, tư thế ngồi không được, phải thẳng lưng, ánh mắt hướng xuống góc 45 độ, trên mặt không thể có biểu cảm, như vậy sẽ có khí thế hơn, lực áp bách mạnh hơn. Trương Nguyên Thanh vội vàng đứng dậy, lão đại đây là nói gì vậy, tôi nào có thể học anh chứ? Vậy chẳng phải là thành mưu quyền soán vị, tôi chỉ cần đi theo lão đại là được rồi, đi theo lão đại có thịt ăn. Phó Thanh Dương a một tiếng, giọng điệu kỳ quái hiếm thấy, đợi tới năm sau, có thể chính là tôi gọi cậu lão đại rồi. Mình có phải thăng cấp quá nhanh, khiến hắn cảm nhận được áp lực, hay không? Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, là có chút áp lực. Phó Thanh Dương quay về ngai báu của mình, cho nên tôi sẽ xin nghỉ dài hạn. Tiến vào phó bản bang phái của Bạch Hổ binh chúng rèn luyện, một đoạn thời gian kế tiếp, cậu có thể không gặp được tôi. Phó bản của Chúa Tể chu kỳ quá dài, Phó Thanh Dương tấn thăng Chúa Tể tới nay, chỉ từng vào phó bản một lần sau xa xa không hẹn.
mà phó bản Bạch Hổ vệ của hắn đều đã công phá xong, muốn thăng cấp cũng chỉ có thể noi theo nguyên soái. Giống nguyên soái vào phó bản một năm như vậy, Trương Nguyên Thành nhíu mày. Phó Thanh Dương nhìn hắn, cậu tựa như đang chào phúng tôi. Phó Thanh Dương lạnh lùng nói, ai có thể giống cô ta như vậy ở trong phó bản rèn luyện một năm. Tôi đặt mục tiêu cho bản thân là cấp 8, lấy chiến lực của tôi cộng thêm áo choàng kiếm sư, tỷ lệ tử vong cũng sẽ cao tới 70%. Thời gian mà nói, lâu là 3 tháng, nhanh thì 1 tháng. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2015, đạo cụ loại quy tắc mới 2. Trương Nguyên Thanh cau mày, anh chừng nào vào phó bản bang phái? Phó Thanh Dương trầm ngâm nói, chờ khoản bồi thường của thiên phạt đến, tôi liền lập tức vào phó bản bang phái. Nguyên Thủy, tôi sớm đã có ý tưởng vào phó bản của Bạch Hổ binh chúng, nhưng trước kia cậu còn chỉ là thánh giả cấp 4. Đối mặt cao thủ không có năng lực tự bảo vệ mình, lại quá mức rêu rao, nghề nghiệp tà ác muốn giết cậu quá nhiều, tôi không phải quá yên tâm. Bây giờ cậu đã là không có địch thủ dưới chúa tể, hơn nữa có được thẻ thể nghiệm ngũ hành lực. Gặp được chúa tể cấp 7 cũng có thể tranh phong, ở trước mặt chúa tể cấp 8 có năng lực tự bảo vệ mình. Cậu đã không phải cây giống cần người ta trông coi nữa. Trương Nguyên Thanh kinh ngạc nhìn, hắn vài giây, đột nhiên hít sâu một hơi, nhếch miệng cười nói, lão đại, anh nói lời này, tôi căn bản không cần anh trông coi. Được rồi, anh cứ việc thăng cấp đi, đừng chết trong phó bản là được. 70% tỷ lệ tử vong tạm được, vấn đề không lớn. Phó Thanh Dương gật đầu, khi tôi không có mặt, cầu trưởng lão sẽ để ý bên này, thực vật trong đình viện đều là cơ sở ngầm của hắn, lúc cần thiết, hắn sẽ lấy thực vật làm môi giới buông xuống. Mặt khác, thiên phạt ngày mai quá nửa sẽ đưa ra câu trả lời, cậu chỉ chịu trả lại 3 món đạo cụ. Giá giá có chút cao, bọn họ khẳng định sẽ trả giá, xấp xỉ tương đối là được rồi, đừng quá so đo. Rõ. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu. Phó Thanh Dương lại nói, đúng rồi, cậu cùng Quan Nhã có thể dọn đến bên này ở, trong biệt thự nhiều em gái tai thỏ. Các cô ấy từng nhận huấn luyện chuyên nghiệp, từ sinh hoạt đến công vụ, đều có thể cung cấp trợ giúp cho cậu. Lão đại, yên tâm mang các em gái tai thỏ giao cho tôi đi, tôi khẳng định dùng tốt hơn anh. Trương Nguyên Thanh làm nhảm. Hôm sau, Trương Nguyên Thanh ở trong tiếng gọi thanh thúy của Tạ Linh Hy thức tỉnh, ca ca, bọn em đã về rồi. Hắn mặc áo ngủ ra ngoài, tới phòng khách, nhìn thấy nữ vương cùng bé trà xanh nâng hành lý, bụi bặm mệt mỏi rất không thục nữ ngồi phịch ở sofa. Mấy người thật chậm, Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, từ tỉnh Bát Quý lái xe về Tùng Hải, cũng chỉ 20 mấy giờ, hai cô nên trở lại từ ngày hôm qua rồi. Bọn em cũng cần chơi mà. Tạ Linh Hy tiến lên, ôm lấy cánh tay ca ca. Chuyện Minh Vương xử lý rồi sao, thiên phạt không làm gì cậu chứ? Nữ vương hỏi. Trương Nguyên Thanh liền mang tình hình đàm phán nói cho hai người. Nha, chia hoa hồng, chia hoa hồng. Tạ Linh Hy vui sướng nhảy nhót. Trương Nguyên Thanh đè lại cái trán của cô, dùng sức đẩy lên sofa, không làm cái rắm gì, muốn chia hoa hồng cái gì. Vậy không có công lao cũng có khổ lao chứ. Tạ Linh Hy chù mỏ. Ừm, vốn muốn cho mấy người một món đạo cụ phẩm chất thánh giả, nhưng như vậy sẽ làm hai người quá mức ỷ lại đạo cụ. Hơn nữa cơ quan vũ khí lập tức sẽ thông dụng, hai người không thiếu ngoại lực phụ trợ. Trương Nguyên Thanh còn chưa nói xong, liền nghe Tạ Linh Hy nhỏ giọng lẩm bẩm, anh tựa như đã quên biệt hiệu của mình, đúng không đạo cụ thiên tôn. Trương Nguyên Thanh cho một phát gõ hạt rẻ, mỗi người 500.000 đồng liên bang, cứ quyết định như vậy. Nữ vương nhất thời lộ ra nụ cười, cho tiền cũng rất tốt. Cô bình thường tiêu tiền như nước, tiền lương và tiền thưởng mới vừa vặn đủ dùng, lần này ra ngoài, đầu tiên là chia 1 triệu tiền tang vật, lại thêm 500.000 đồng liên bang, tổng cộng gần 5 triệu lợi ích. Trương Nguyên Thanh đang muốn chia tiền, điện thoại di động bỗng vang, là Phó Thanh Dương gọi tới. Alo, hắn nhận cuộc gọi, qua đây họp, Phó Thanh Dương nói. Tinh thần Trương Nguyên Thanh rung lên, búng ngón tay tách, chạy đi cách vách. Trong phòng sách rộng rãi xa hoa, 3 bộ thiết bị hình chiếu đã làm việc. 3 chùm tia sáng màu lam huỳnh quang chiếu ra bàn hội nghị rộng rãi cùng với người tham dự trước bàn hội nghị, giống với ngày đó. Thân thể Trương Nguyên Thanh xuyên qua mọi người, tới sau bàn ngồi xuống, bóng dáng hắn chợt xuất hiện ở bên cạnh bàn hội nghị. Ánh mắt mọi người lập tức ném đến,
Diệu trưởng lão dẫn trước mở miệng, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thiên Phạt đã đưa ra câu trả lời. Hắn nhìn về phía Liệp Ma Nhân. Trầm mặc một phen, Liệp Ma Nhân cất cao giọng nói, trải qua hội đồng quản trị bàn bạc, Thiên Phạt bằng lòng bỏ ra một món đạo cụ loại quy tắc giai đoạn thánh giả. Một món tài liệu phẩm chất chúa tể, Lôi Thần Chi Ấn cùng nước hoa mị hoặc cậu có thể giữ lại, nhưng phải trả lại Hải Dương Chi Tâm, con rối mất cân đối cùng kiếm thẩm phán. Tài liệu phẩm chất chúa tể từ 3 món biến thành 1 món. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây, nói, thành giao. Osman cùng Natsusa nhẹ nhàng thở ra. Tôi có thể hỏi một chút thuộc tính của đạo cụ loại quy tắc không? Hắn tò mò nói. Liệp Ma Nhân lạnh lùng nhìn hắn, cậu có thể lựa chọn không giao dịch, nhưng cậu không có quyền lợi lựa chọn ở trên đạo cụ loại quy tắc. Chúng tôi cho cậu cái gì, chính là cái đó. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2016, đạo cụ loại quy tắc mới 3. Lời này không khách khí, nhưng Trương Nguyên Thanh không phản bác, nhún nhún vai, phẩm chất đủ là được. Đạo cụ loại quy tắc không phải rau cải trắng, đạo cụ loại quy tắc phẩm chất thánh giả so với đạo cụ chúa tể còn hiếm có hơn, Trương Nguyên Thanh không cho rằng mình có khả năng chọn lựa. Diệu trưởng lão liền nói ngay, sau khi hội nghị kết thúc, mời Liệp Ma Nhân các hạ mang phí tổn thất tinh thần cùng phí tài vật tổn thất giao cho tôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu giao đạo cụ trả lại cho Phó Thanh Dương là được, nếu không có vấn đề, tan họp. Diệu trưởng lão dẫn đầu biến mất ở trong chùm tia sáng, người còn lại ùn ùn rời khỏi. Trương Nguyên Thanh lập tức đứng dậy, búng ngón tay tách, tới lối vào tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm có trận pháp phong cấm, không thể độn thuật lẻn vào. Hắn dùng thẻ gác cổng quẹt mở cửa sắt, tới phòng thứ 6 bên trái. Trên nệm một người, Minh Vương ngồi dựa vào vách tường, nghiêng đầu nhìn qua, tôi là sẽ bị giao cho Thiên Phạt, hay là tổng bộ ngũ hành minh các người. Đều giống nhau. Trương Nguyên Thanh mở ra cửa sắt, làm một cái động tác mời. Đưa Minh Vương tới đại sảnh lầu 1, Phó Thanh Dương đã ngồi ở sofa mềm phòng khách chờ đợi. Trương Nguyên Thanh mở ra kho hàng bang phái người chết trở về, lấy ra 3 món đạo cụ đám Hải Dương Chi Tâm giao cho Phó Thanh Dương. Tiền công tử cũng lười nhìn, trực tiếp thu vào kho hàng, sau đó đè lại bả vai Minh Vương, nhìn cấp dưới tâm phúc, nói, sau khi giao dịch hoàn thành, tôi sẽ bỏ đạo cụ. Tài liệu vào kho hàng Bạch Hổ Vệ, cậu xin lĩnh là được, tôi sẽ không trở lại. Hắn nhìn Trương Nguyên Thanh, tôi sẽ cố gắng xuất quan ở trước tháng 10. Nói xong, hóa thành một đạo kiếm quang lao ra khỏi đại sảnh, xông lên trời. Trương Nguyên Thanh ngây ra tại chỗ vài giây, mới phản ứng lại ý tứ câu nói cuối cùng kia của Phó Thanh Dương. Tháng 10 là kỳ hạn tử kiếp của hắn buông xuống. Yết hầu hắn như là bị cái gì chặn, chợt lao ra khỏi phòng khách, bầu trời xanh thẳm, sớm không thấy bộ đồ trắng kia nữa. 11 giờ trưa, Trương Nguyên Thanh thu được tin nhắn của Phó Thanh Dương, hai hàng cuối cùng của kho hàng, tài liệu phẩm chất thánh giả số lượng quá nhiều, lấy từng nhóm. Trong phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh từ trên giường bật dậy, tới bên bàn ngồi xuống. Ôm cảm xúc kích động mở ra kho hàng bang phái Bạch Hổ Vệ, vừa đảo qua hai hàng tài liệu, đạo cụ cuối cùng, vừa lần lượt xin sử dụng lần lượt. 40 món đạo cụ phẩm chất thánh giả, hắn lấy cả thảy 3 lượt, chất đầy sàn phòng ngủ. Có Phó Thanh Dương trấn, hắn không kiểm nghiệm phẩm chất, trực tiếp thu vào trong mũ đỏ nhỏ, mặc kệ là kho hàng bang phái hay ô vật phẩm, đều không chứa được nhiều tài liệu như vậy. Tiếp theo là 4 món tài liệu cấp chúa tể của tổng bộ, 1 món tài liệu cấp chúa tể của Thiên Phạt. Chờ tài liệu tiếp thu xong, Phó Thanh Dương lại gửi tin nhắn, đạo cụ kiếm khách. Trương Nguyên Thanh lập tức mở ra kho hàng bang phái, sau khi thông qua xin, lấy ra một cái bảo vệ tay màu máu, sau khi chờ đợi vài giây, thuộc tính vật phẩm hiện lên, tên, bảo vệ tay tuyệt vọng loại hình, đạo cụ phòng ngự công năng, tiềm năng giới thiệu, nó thuộc về một vị kiếm khách một tay nổi tiếng, kiếm khách một tay từ nhỏ cơ thể yếu ớt nhiều bệnh. Vốn sinh ra đã kém cỏi, bởi vậy mỗi một lần chiến đấu hắn đều sẽ dốc toàn lực, đập nồi dìm thuyền. Lâu ngày, cái bảo vệ tay này lây dính ý chí của hắn. Kiếm khách đeo bảo vệ tay, hiệu quả đập nồi dìm thuyền gấp bội, duy trì 5 phút đồng hồ. Ghi chú, căn cứ định luật bảo toàn năng lượng, lực lượng sẽ không tự dưng sinh ra, toàn bộ bùng nổ đều cần trả giá đắt. Đập nồi dìm thuyền là kỹ năng liều mạng của kiếm khách, tương tự với khiếu nguyệt của thần dạ du, nhưng khiếu nguyệt tăng lên là kỹ năng của thần dạ du,
mà đập nồi dìm thuyền là tăng lên mọi phương vị. Đập nồi dìm thuyền hiệu quả gấp bội, tăng phúc cực kỳ khủng bố. Đây là một món đạo cụ cực phẩm có thể khiến Quan Nhã vượt cấp chiến đấu. Trả giá là sau 5 phút đồng hồ, lâm vào trạng thái suy yếu, đủ Quan Nhã dùng đến cấp 6 rồi. Trương Nguyên Thanh hài lòng thu vào ô vật phẩm, cuối cùng hắn hướng Phó Thanh Dương xin món đạo cụ loại quy tắc kia. Sau khi đạt được phê chuẩn, một cái hộp diêm đơn sơ lăn lông lốc ở trên bàn. Hộp diêm, thứ đồ chơi này rõ ràng không thể chiến đấu nha, đốt que diêm làm bỏng kẻ địch một cái bọt nước. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt quái dị cầm lấy nó, nắm trong tay, đọc lấy thuộc tính vật phẩm, tên, hộp diêm của cô bé, loại hình, nhiên liệu thể rắn, công năng. Cầu nguyện giới thiệu, hộp diêm của cô bé nổi tiếng nào đó, đốt một que diêm, hướng ngọn lửa cầu nguyện, nguyện vọng của ngươi sẽ thực hiện, đây là quy tắc. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2017, thành viên bang phái trở về một. Ghi chú 1, cô bé cũng chưa đạt được ngỗng nướng cùng cây thông Noel, ngươi biết cái này ý nghĩa điều gì không? Ghi chú 2, tuyệt đối đừng đốt que diêm thứ 3, nếu không ngươi sẽ nhìn thấy bà ngoại. Ghi chú 3, trong hộp diêm quà mỗi 24 giờ cập nhật một lần. Ghi chú 4, nguyện vọng tuy nhất định sẽ thực hiện, nhưng không phải bất cứ nguyện vọng nào nó đều sẽ thực hiện thay ngươi. Ghi chú 5, khi hộp diêm hoàn thành nguyện vọng của ngươi, ngươi cũng phải hoàn thành một nguyện vọng của người khác. Khi nhìn thấy giới thiệu, phản ứng đầu tiên của Trương Nguyên Thanh là, cái đệch, phát tài rồi. Nhưng lại cảm giác có chút không thích hợp, bởi vì công năng cầu nguyện nhất định sẽ thực hiện quá mức lỗi hệ thống, hoàn toàn không hợp lý. Ánh mắt thứ hai thấy được ghi chú 1, trong lòng liền lộp bộp. Hiển nhiên, cầu nguyện là có hạn chế, nhưng nội dung ghi chú 1 quá không rõ ràng, muốn thật sự làm rõ phương pháp sử dụng đạo cụ, thu vào ô vật phẩm hoàn thành nhận chủ mới được. Ghi chú 2, ghi chú 3 cùng ghi chú 5 trái lại rất dễ lý giải, phân biệt là trong một ngày cầu nguyện không thể vượt qua 3 lần. Nếu không sẽ ở thiên đường nhìn thấy bà ngoại đã chết, 24 giờ sau số lượng diêm sẽ cập nhật. Về phần ghi chú 4, hắn không hiểu. Trương Nguyên Thanh thu hộp diêm vào ô vật phẩm, nhất thời, hắn lĩnh ngộ phương pháp sử dụng đạo cụ loại quy tắc này, rõ ý tứ của ghi chú 1 cùng ghi chú 4. Cô bé trong câu chuyện ở trong trời đông giá rét khát vọng ngỗng nướng cùng cây thông Noel. Đó là thứ có thể cứu mạng cô, nhưng hai thứ này vượt qua cực hạn năng lực của cô, cho nên nguyện vọng chưa thực hiện. Cũng chính là nói, hạn chế của ghi chú 1 là không thể trực tiếp giải quyết khó khăn trước mắt vượt qua cực hạn năng lực của bản thân. Ví dụ như, Trương Nguyên Thanh bây giờ bị Thiên Vương sợ hãi đuổi giết, hắn đốt diêm cầu nguyện, ta muốn lập tức thoát khỏi Thiên Vương sợ hãi đuổi giết, nguyện vọng là sẽ không thực hiện. Ta muốn Thiên Vương sợ hãi chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, ta muốn lập tức trở thành bán thần, ta muốn có một món đạo cụ đối kháng bán thần, những nguyện vọng có thể trực tiếp giải quyết vấn đề, nhưng lại vượt qua cực hạn năng lực của bản thân hắn này, cũng sẽ không được thực hiện. Nhưng hắn có thể đổi một loại phương thức cầu nguyện, ví dụ như nữ nguyên soái đột nhiên chạy tới, cứu mạng chó của ta. Xác suất nữ nguyên soái đột nhiên chạy tới là tồn tại, nữ nguyên soái có thực lực cứu hắn, đồng thời cũng có lý do cứu hắn. Cái này không tính vượt qua cực hạn năng lực của bản thân Trương Nguyên Thanh. Nhưng nội dung của ghi chú 4 là, nguyện vọng tuy nhất định sẽ thực hiện, nhưng không phải bất cứ nguyện vọng nào nó đều sẽ thay ngươi thực hiện. Điều ghi chú này ám chỉ, thật ra là cực hạn của đạo cụ. Đạo cụ loại quy tắc giai đoạn thánh giả, không thể thao túng cường giả cấp bán thần, chúa tể. Đạo lý tương tự, ta hy vọng mặt trời nổ tung, tận thế loại nguyện vọng cực hạn của đạo cụ này, cũng không cách nào thực hiện. Mời nguyên soái hiện thân cứu mạng có thể vòng ra khỏi ghi chú 1 hạn chế, lại không vòng qua ghi chú 4 hạn chế, sẽ chỉ tổn thất vô ích một lần cơ hội cầu nguyện. Nếu nội dung cầu nguyện là ta hy vọng trong hộp ngọc truyền tống lập tức sinh ra một khối ngọc phù truyền tống, như vậy nguyện vọng không biết có thể thực hiện hay không. Nghĩ đến là làm ngay, Trương Nguyên Thanh mở ra ngăn kéo nhỏ của hộp diêm, trong hộp chỉ có 3 que diêm, hắn rút ra một que quẹt, xẹt một tiếng, khói thuốc bốc lên, ngọn lửa sáng như hạt đậu. Trương Nguyên Thanh giọng trầm thấp cầu nguyện, ta hy vọng trong hộp ngọc truyền tống lập tức sinh ra một ngọc phù truyền tống. Ngọn lửa chợt sáng ngời, cùng nhanh chóng cháy hết que diêm. Cái này đại biểu cho nguyện vọng được thực hiện.
Trương Nguyên Thanh vội vàng từ trong ô vật phẩm lấy ra hộp ngọc truyền tống, mở ra nắp ngọc, thấy một ngọc phù truyền tống lẳng lặng nằm ở trong hộp. Không tệ, về sau gặp đại lão không có năng lực phong cấm, phong ấn, mình liền có thể dùng chiêu này chạy trốn. Trương Nguyên Thanh vui sướng không thôi. Hắn lấy ra que diêm thứ hai, bắt đầu yên lặng suy nghĩ, hy vọng nguyên soái Trần Như Nhộng tới trước mặt ta. Loại nguyện vọng này khẳng định là không thể thực hiện. Thử một lần nguyện vọng không liên quan đến tồn tại cấp bậc cao, nhưng xác suất hầu như bằng không. Xẹt. Hắn đốt que diêm, cầu nguyện nguyện vọng, ta hy vọng nữ vương trúng xổ số 5 triệu. Nữ vương không phải nhân viên công ty xổ số, cho nên tỷ lệ trúng thưởng bằng không. Ngọn lửa chợt sáng ngời, cùng nhanh chóng đốt hết que diêm, nguyện vọng thực hiện. Tinh thần Trương Nguyên Thanh rung lên. Như thế xem ra, chỉ cần không liên quan đến cấp bậc cao, chỉ cần không vượt qua cực hạn của đạo cụ, chỉ cần không ở trong mấy cái hạn chế ghi chú, như vậy cho dù là nguyện vọng xác suất bằng không cũng có thể thực hiện. Đây mới là đạo cụ loại quy tắc chứ. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 2018, thành viên bang phái trở về 2. Lúc này, trong hộp diêm chỉ còn lại có một que diêm cuối cùng. Trong câu chuyện đồng thoại, cô bé kia đốt que diêm thứ ba, ở thiên đường gặp được người bà, thật ra biểu thị cô đã chết. Que diêm thứ ba cũng có thể cầu nguyện, nhưng trả giá là cái chết. Nếu mình khống chế, bắt buộc người khác cầu nguyện, chết hẳn là người khác, dù sao đây là loại quy tắc, không phải loại nhân quả. Dựa theo logic này phỏng đoán, mình dùng âm thi cầu nguyện cái nguyện vọng thứ ba, chẳng phải có thể có 3 lần nguyện vọng. Giải quyết trước trả giá của ghi chú 5. Trương Nguyên Thanh nhét hộp diêm vào trong túi, ra khỏi phòng, gõ mở cửa phòng nữ vương. Trong khuê phòng có mùi thơm của cơ thể phụ nữ, nữ vương mặc áo ba lỗ, quần đùi, chân dài gác lên mặt bàn, đang tập hít đất một tay, tiến hành luyện tập lực lượng. Thấy Trương Nguyên Thanh tiến vào, cô ngẩng khuôn mặt xinh đẹp toát mồ hôi lên, lão gia. Nữ vương, giúp tôi mua một vé số, dãy số ngẫu nhiên, nhưng phải là cô mua. Chúng thưởng chúng ta chia đều, Trương Nguyên Thanh nói. Ồ, nữ vương rút về đôi chân dài, cầm lấy điện thoại di động trên bàn, vừa mở ra phần mềm, vừa hỏi, chỉ có vậy. Trương Nguyên Thanh chưa trả lời, chờ cô tùy ý chọn xổ số nào đó, một dãy số ngẫu nhiên, mua xong, lúc này mới nói. Tôi còn có thể thỏa mãn cô một cái nguyện vọng gì cũng được, không phải quá phận đều được. Vậy cậu hôn tôi một cái. Này này, cô chưa nghe câu nói cuối cùng kia sao, đừng quá phận nha. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt có chút cứng ngắc, sau đó, hắn không chịu khống chế ghé qua, cúi đầu hôn lên cánh môi nữ vương. Chuồn chuồn lướt nước, nữ vương kinh ngạc trợn tròn mắt, ngây ngẩn cả người. Còn không, còn có thể hoàn thành một cái nguyện vọng của cô, đổi nụ hôn kiểu Pháp. Vài phút sau, Trương Nguyên Thanh mở cửa, cúi đầu bước đi, nữ vương cuộn mình ở trên giường, khuôn mặt ửng đỏ, ôm ngực ngẩn người. May mà chỉ là 2 nguyện vọng, nếu 3 nguyện vọng, trên đầu Quan Nhã liền mọc sừng rồi. Về sau không tìm nữ vương trả giá nữa, vẫn là tìm bé trà xanh đi, bé trà xanh chỉ thích miệng pháo, bản chất rất nhát gan. Hy vọng nữ vương đừng nói cho Quan Nhã. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Trương Nguyên Thanh triệu hồi ra một âm thi cảnh giới siêu phàm, nhìn xong tướng mạo mình, xác nhận không có huyết quang tai ương, sau đó thao túng âm thi đốt diêm. Nguyện vọng thứ ba cầu cái gì đây? Hắn nhìn ngọn lửa sáng ngời lâm vào trầm ngâm. Tồn tại cấp bậc cao không cần thử, nguyện vọng xác suất bằng không đã từng nghiệm chứng, đạo cụ cùng cấp bậc ở trong phạm vi ảnh hưởng của nguyện vọng. Thử một lần dùng nguyện vọng thu hoạch càng nhiều nguyện vọng hơn, ví dụ như ta hy vọng diêm lập tức cập nhật lại. A, loại nguyện vọng này nếu có thể thành công, hộp diêm chính là thần khí, thiên phạt sẽ không cho mình. Trương Nguyên Thanh giật mình, toát ra một cái ý niệm lớn mật, thử xem có thể ảnh hưởng linh cảnh hay không. Lấy cấp bậc của linh cảnh, hộp diêm khẳng định không thể ảnh hưởng, cũng chưa chắc, nếu không phải nguyện vọng ảnh hưởng linh cảnh vận chuyển bình thường thì sao? Nếu là nguyện vọng ảnh hưởng đối với linh cảnh không lớn, nhưng đối với linh cảnh hành giả mà nói lợi ích rất lớn thì sao? Đòi thêm chút kinh nghiệm, đòi thêm chút đạo cụ. Cầu nguyện khiến giá trị công đức tăng lên, đầu óc Trương Nguyên Thanh nhanh chóng suy nghĩ. Cuối cùng, hắn vượt ở trước khi ngọn lửa tắt, nói ra nguyện vọng,
Ta hy vọng thành viên người chết trở về có thể ở hôm nay kết thúc nhiệm vụ. Ngọn lửa mắt thấy sắp cháy hết, chợt nở rộ ánh sáng, sau đó tắt. Nguyện vọng được thực hiện. Âm thi giai đoạn siêu phàm kia vù cháy lên, hóa thành ngọn lửa chói sáng, ở trong thời gian cực ngắn cháy thành tro tàn, trong không khí tràn ngập mùi khét của máu thịt thiêu đốt. Trương Nguyên Thanh lập tức trợn tròn mắt, thành công rồi. Vì sao sẽ thành công? Bởi vì thành viên bang phái hôm nay vừa lúc trở về, thuộc về trùng hợp. Lực lượng của hộp diêm xuyên thấu qua linh cảnh, ảnh hưởng đám người quan nhã trong phó bản. Đúng rồi, đạo cụ loại quy tắc là có thể ảnh hưởng linh cảnh. Hồi sinh của mẫu thần tử cung chính là ví dụ, linh cảnh hành giả sau khi chết thẻ nhân vật sẽ bị linh cảnh thu về. Nhưng người sống lại trong mẫu thần tử cung vẫn như cũ có được thẻ nhân vật, trên bản chất là từ chỗ linh cảnh đoạt lại thẻ nhân vật. Cũng chính là nói, chỉ cần nguyện vọng cầu xin thỏa mãn điều kiện, hơn nữa không bị lực lượng đẳng cấp cao hơn áp chế, hộp diêm là có thể ảnh hưởng linh cảnh. Cái gọi là lực lượng đẳng cấp cao hơn áp chế chỉ là sửa chữa giá trị đạo đức loại nguyện vọng này. Sau lưng giá trị đạo đức là một món đạo cụ loại nhân quả. Trong lúc suy tư, hắn nghe thấy bên tai truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở, linh cảnh bang phái, chuyện lạ chợ quỷ Lâm An, đánh số 092 đã công chiếm xong, thành viên bang phái sẽ ở 30 giây sau trở về. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2019, thành viên bang phái trở về 3. Nguyện vọng đã có hiệu lực, thành viên bang phái sắp trở về. Trương Nguyên Thanh chạy ra khỏi phòng ngủ, tới phòng quan nhã chờ đợi. Khoảnh khắc sau, bạn gái con lai cao gầy đầy đặn bỗng dưng xuất hiện ở trong phòng. Trên người cô mặc là trang phục bó gọn gàng thời cổ, dính đầy dơ bẩn, vết máu, có nhiều tổn hại, lộ ra quần áo tác chiến bó sát bên trong. Mái tóc dài hơi xoăn không đủ sạch sẽ, có chút dầu, như là vài ngày chưa rửa mặt chải đầu. Sắc mặt cô có chút tái nhợt, trong đôi mắt sáng ngời ngầm chứa sự mệt mỏi, hiển nhiên là đã trải qua mấy ngày khổ chiến, bồi hồi ở kề cận cái chết không chỉ một lần. Trở lại rồi, Trương Nguyên Thanh tiến lên ôm chặt cô, thiếu chút nữa chết ở trong phó bản. Quan Nhã gác cằm ở bả vai hắn, nói đơn giản một lần tình huống phó bản. Phó bản chuyện lạ Lâm An thật ra cũng không phức tạp, đơn giản chính là điều tra rõ những vụ án quỷ dị. Sự kiện nhỏ liên lụy ra sự kiện lớn, boss nhỏ kéo ra boss to, ở dưới tuần bổ phụ trợ diệt trừ các nhân sĩ giang hồ chiếm cứ ở trong chợ quỷ. Không phức tạp, nhưng độ khó rất cao, kẻ địch dị thường cường đại, boss to là ôn thần cấp 6 sơ kỳ, vị ôn thần này thiếu chút nữa dẫn tới đội ngũ đoàn diệt. Hầu như từng thành viên đều đi một chuyến ở bên bờ sinh tử, may mà thành viên bang phái nội tình thâm hậu, đạo cụ trị liệu, số lượng dự trữ sinh mệnh nguyên dịch đủ, không ai hy sinh, trình độ mạo hiểm không bằng tòa thành cơ quan Mặc Tông, nhưng trình độ gian khổ thì vượt xa. Mọi người bây giờ đã có thể ở trong phó bản cấp A cam đoan tỷ lệ sinh tồn. Trương Nguyên Thanh vui mừng một phen, nâng tay bóp bờ mông cong của Quan Nhã, tắm rửa đi, đợi lát nữa tặng em một món quà. Quan Nhã vài ngày chưa tắm rửa, mùi mồ hôi, mùi máu tươi, mùi bùn, mùi rong rêu không dễ ngửi một chút nào. Group bang phái người chết trở về. Hạ Hầu Ngạo Thiên, ồ, không có tôi nhân vật chính này chấn chàng, các người thế mà từ trong phó bản cấp A còn sống trở lại. Anh gà đỏ, may mắn cậu chưa vào phó bản, bằng không chết chính là cậu. Hạ Hầu Ngạo Thiên, anh đang chào phúng tôi. Anh biết tôi bây giờ là thân phận gì không? Anh tên hỏa sư thô bỉ này. Giống anh loại chip hôi như vậy, tôi tùy tiện phái một vệ sĩ bên người cũng có thể nghiền áp. Trong group này, chỉ có anh gà đỏ chưa từng nể mặt nhân vật chính, luôn nói một ít lời nói thật chọc vào sâu trong lòng hắn. Hạ Hầu Ngạo Thiên rất chán ghét hỏa sư nói chuyện không động não này. Mắt thấy hai người sắp cãi cọ, bang chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn kịp thời lên tiếng ngắt lời. Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi anh gà đỏ, sao anh không đi tắm rửa? Anh gà đỏ, uống canh trước, tắm rửa lại không vội. Người bình thường ra khỏi phó bản chuyện đầu tiên, khẳng định là tắm rửa, thông báo cấp trên, anh gà đỏ ra khỏi phó bản chuyện thứ nhất là uống canh. Anh gà đỏ, nói cho cậu một tin tức tốt, tôi cấp 5 rồi, đạo cụ cũng càng ngày càng nhiều, cảm giác qua vài năm nữa, tôi có thể đánh A ra tôi. Ở sau khi trải qua cấp S phó bản cấp B cùng phó bản cấp A, hắn rốt cuộc lên tới cấp 5,
bước vào trung kỳ giai đoạn thánh giả. Lúc này, thiên hạ quy hỏa sủi tăm, tắm rửa xong rồi, tôi qua một cái phó bản nữa hẳn là cũng cấp 5, bang phái chúng ta sắp tiến vào thời đại. Cấp 5, lần phó bản này thu hoạch không tệ. Tôn Miểu Miểu, thời đại cấp 5 không phải lời nói dối lớn nhất thế kỷ này sao? A, à, ngâm bồn tắm lớn thực thích nha. Tôn Miểu Miểu nhảy ra chơi chen. Tôn Miểu Miểu gọi thiên hạ quy hỏa, trực nam tắm rửa chỉ cần 5 phút đồng hồ sao, tôi ít nhất 40 phút. Thiên hạ quy hỏa, trên thực tế, 3 phút là đủ rồi, tôi thuận tiện còn đánh răng, thay xong quần áo. Ở trong mắt hắn, mục đích của tắm rửa chính là cọ rửa vết bẩn trên người, 3 phút đủ rồi. Lãng phí thời gian ở trên tắm rửa là hành vi ngu xuẩn, không thể hiểu nổi hành vi tắm rửa vượt qua nửa giờ của phụ nữ. Trương Nguyên Thanh quay đầu liếc phòng tắm một cái, nghe tiếng nước ào ào, suy tư nên tắm cùng Quan Nhã một cái hay không, bồn tắm lớn để mãi không dùng cũng lãng phí. Rio Asano, ồ, gọi điện cho lão sư không được, mụ mụ nói cán bộ thiên hạc tổ còn ở ngũ hành minh chưa trở về. Nguyên Thủy, thiên phạt còn ở ngũ hành minh làm khách sao, năm nay có hội giao lưu hay không? Rio Asano cũng đi theo phát ra một tấm ảnh suối nước nóng, tỏ vẻ mình đang ngâm tắm. Hạ Hầu Ngạo Thiên, đáng chết, đừng hỏi, ngưng hẳn đề tài này. Hắn liên tục phát ra mười mấy cái icon hộc máu. Thành viên trong group vốn còn đắm chìm ở trong vui sướng giá trị kinh nghiệm tăng lên, thu hoạch đạo cụ. Mỗi người chú ý lời của Rio Asano, thấy Hạ Hầu Ngạo Thiên phản ứng kịch liệt như thế, nhất thời chú ý hẳn lên. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2020, một ngày một đêm một. Anh gà đỏ, Hạ Hầu đầu đất buồn bực như vậy, có phải ngũ hành minh thua rất thảm hay không? Thiên hạ quy hỏa, lấy tính cách của hắn, nếu ngũ hành minh thua, hắn sẽ nói, không có bản nhân vật chính ra sân, thua không phải bình thường. Vài. Phụ mất hết mặt mũi, đúng là vì phụ trợ vinh quang của ta. Tôn Miểu Miểu, ồ, cho nên là hắn thua rồi. Cũng không đúng, hắn một tên học sĩ cấp 6 sơ kỳ, không có tư cách giao lưu với tinh anh thiên phạt. Triệu Thành Hoàng, các người đừng chỉ để ý nói chuyện phiếm trong group, xem diễn đàn. Hắn phát ra một cái icon ta đã mệt rồi. Group chat lâm vào yên tĩnh dài đằng đẵng, thời gian thật dài không có ai nói chuyện. Đều đi diễn đàn quan phương xem xét. Một khắc đồng hồ sau, đầu tiên là anh gà đỏ phát ra mười mấy bức ảnh chụp màn hình diễn đàn. Sau đó là Tôn Miểu Miểu chụp màn hình diễn đàn tinh quan thái nhất môn. Group chat bang phái yên tĩnh một lần nữa náo nhiệt hẳn lên. Tôn Miểu Miểu, thái quá, một chấp ba còn đánh thắng. Đại trưởng lão thậm chí tự mình giảng bài cho các tinh quan. Tôi là vào phó bản vài ngày sao, vì sao cảm giác đã vào vài năm. Cô cũng ngây dại rồi. Bài đăng ghim trên đỉnh của diễn đàn quan phương thái nhất môn là đây đại khái chính là thao tác cực hạn của giai đoạn tinh quan. Sau khi nhấn vào bài đăng, cô không trực tiếp xem video, mà là đại khái liếc nhìn bình luận một cái, ở trong từng lời bình luận của đồng môn làm rõ tình huống đại khái. Sau đó Tôn Miểu Miểu mang theo tâm tình không thể tưởng tượng, sốt ruột không chờ nổi nhấn vào video, toàn bộ hành trình trợn mắt cứng lưỡi xem hết. 1/3 Nguyên Thủy Thiên Tôn bằng vào sức một người, đánh thắng 3 vị thánh giả đỉnh phong của thiên phạt, đó là nhân vật có thể sánh vai với quan phương tứ công tử. Anh gà đỏ, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngươi thế mà đánh được 3 tên này, mạnh dữ dậy. Hắn chẳng những xem xong video Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong rừng rậm nghiền áp 3 vị thánh giả, còn mang video Hỏa công tử, âm cơ chiến bại bổ sung một lần. Trước sau liên hệ, lại xem Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh mẽ áp đảo 3 đại thánh giả, liền cảm thấy đặc biệt hả giận. Anh gà đỏ vui vẻ liên tục uống 3 bát canh gà biểu đạt sự tôn kính trong lòng. Anh gà đỏ, Khương Cư thực làm hỏa sư chúng ta mất mặt, tự bạo nha, loại tình huống này không tự bạo, chẳng lẽ khuất nhục sống sót sao? Anh gà đỏ nói như vậy cũng không phải kỳ quái, hắn là thật sự nghĩ như vậy, đổi vị trí suy nghĩ, hắn là người có thể tự bạo. So sánh với anh gà đỏ không tim không phổi mạnh dữ dậy, trong lòng Triệu Thành Hoàng dâng lên cảm giác vô lực thật sâu. Hắn một khắc trước còn đang vì vượt qua phó bản cấp A mà vui sướng, vì sắp tấn thăng cấp 5 thỏa thuê mãn nguyện, ngay sau đó liền bị dội vào đầu một thùng nước lạnh, lạnh thấu tim. Triệu Thành Hoàng, đây là chiến lược chân thật của cậu sao? Cậu ở trong tòa thành cơ quan Mặc Tông căn bản chưa bày ra thực lực thật sự, không,
đây còn không phải toàn bộ của cậu nhỉ? Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng chưa vào phó bản, so với lúc tòa thành cơ quan Mặc Tông càng mạnh hơn. Hắn cũng xem xong video, chỉ có đều là tinh quan hắn mới có thể lĩnh hội được quan tinh thuật của Nguyên Thủy Thiên Tôn cường đại. Hắn tinh quan cấp 4, có loại cảm giác xem sinh viên giải toán học bậc cao. Không hiểu rõ, thiên hạ quy hỏa, hắn hiển nhiên chưa toàn lực ứng phó, thắng quá thuận lợi rồi. Thiên hạ quy hỏa tuy không có tâm lý so sánh như Triệu Thành Hoàng, nhưng xuất thân dân thường hắn có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn năm đó. Không, mấy tháng trước còn là người trong cùng thế hệ, đã trở thành một nhóm người mạnh nhất dưới chúa tể, trong lòng hắn bùng nổ cảm giác nguy cơ. Có loại cảm giác gấp gáp còn không tiến bộ nữa sẽ bị đào thải. Hạ Hầu Ngạo Thiên, hai ngươi tâm tính sụp đổ rồi chứ, cũng đã nói đừng thảo luận đề tài này, đáng đời. Thiên Hạ Quy Hỏa cùng Triệu Thành Hoàng phát ra một chuỗi dấu chấm than. Rio Asano khơi mào, đề tài này, vừa dùng phần mềm phiên dịch xem hình, vừa bằng vào trình độ tiếng Trung không quá xuất chúng của mình, rốt cuộc xem xong nội dung ảnh chụp màn hình. Cô ở trong group liên tục phát ra 3 tiếng tuyệt vời biểu đạt cảm xúc kinh ngạc than thở. Rio Asano đã cực kỳ sùng bái Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho rằng hắn là thiên tài 3.000 năm mới gặp một lần. Sau khi xem xong video, cô cảm thấy mình vẫn là bảo thủ. Mặt khác, Nguyên Thủy càng lợi hại, cô càng vui vẻ, bởi vì địa vị cô ở Thiên Hạc Tổ sẽ nước lên thì thuyền lên. Nói không chừng, về sau lão sư cũng phải rất cung kính nói với cô, Rio Asano đại nhân, hôm nay lại cần tham gia hội nghị Nguyên Thủy tổ chức sao? Các bạn vừa nghe xong tập 202 của bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.